Sáng nay tại trường bắn quốc gia khu vực 3, quân đoàn 4 đã chỉ đạo sư đoàn 9 tổ chức cho trung đoàn 1 cùng các lực lượng tăng cường phối thuộc thực hành diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có thực binh bắn đạn thật với đề mục tiểu đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự điểm cao. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo diễn tập. Với sự tăng cường hỏa lực trực tiếp và sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của sư đoàn không quân 370 cùng các đơn vị trong quân đoàn, các lực lượng tham gia diễn tập đã nhanh chóng cơ động chiếm lĩnh trận địa, đánh chiếm đầu cầu, tạo bàn đạp cho đột kích phát triển trên hướng chủ yếu theo đúng phương án được xác định. Điểm nổi bật trong diễn tập là quân đoàn 4 đã đặt ra yêu cầu kỹ thuật hiệp đồng bắn xa hơn, trong đó nhiều loại vũ khí khí tải mới cũng được các đơn vị đưa vào diễn tập và thực hành bắn hiệu quả, tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Quá trình thực hành chuyển trạng thái chiến đấu được tổ chức nhanh, gọn, bí mật, đúng nguyên tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thành công của cuộc diễn tập đã giúp nâng cao năng lực, trình độ chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp sư đoàn 9, bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu, sát với điều kiện thực tế và tổ chức biên chế của đơn vị. Đây cũng là dịp để quân đoàn 4 rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong thời gian tới.